Xin kính chào tất cả quý bà con một lần nữa đã đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Ngoài trời kia thì đang mây mưa, trong phòng thì tôi đang say sưa nói về những câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Sáng nay sự mất tích của thầy Thích Minh Tuệ đã làm dấy lên nhiều sự đồn đoán và lo ngại. Theo nhiều nguồn tin khác nhau thì sư Thích Minh Tuệ có thể đã bị bắt hoặc là chọn lối sống tu hành ẩn dật để tìm con đường dẫn đến sự hòa mình với thiên nhiên cuộc sống và học theo đạo lý Đức Phật để một ngày tu thành chánh đạo. Một sự ra đi đột ngột của sư đã dẫn đến nhiều học thuyết và mỗi học thuyết lại đang xen những suy nghĩ sâu sắc về đạo Phật và cuộc sống. Sư Thích Minh Tuệ nổi tiếng với cuộc sống khổ hạnh, tu hành tận tị, luôn là nhân vật khiến công chúng tò mò và tôn trọng, kính trọng, yêu thương sư. Như quý bà con đã biết thì sư sinh ra ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sư là một học sinh, sinh viên xuất sắc với những vị trí tốt ở ngoài xã hội, nhưng sư đã từ bỏ tất cả những thứ phàm trục của thế gian và đắm mình vào trong đời sống xuất gia tu hành ẩn dật. Cuộc hành trình của sư phải trải qua rất nhiều khó khăn và việc tu hành khất thực, tu 13 hạnh Đầu Đà, một con đường tu hành khổ hạnh nhưng mà truyền thống của Đức Phật, phải chịu rất nhiều khó khăn gian nan, cùng với đó là những khó khăn về thể xác lẫn tinh thần. Đi trên đường bị người ta đánh đập chửi mắng nhưng sư vẫn kiên nhẫn với đức tính khiêm nhường của mình để vượt qua hết tất cả. Khi mà sư gặp gỡ công chúng, chẳng hạn như những người ở dưới giang hồ hay những người ở cơ quan chức năng nhà nước, thì sư luôn tỏ một thái độ thành kính và khiêm nhường với tất cả mọi người, để chứng minh thêm cho sự đức độ của sư. Các giả thuyết xung quanh sự biến mất của sư rất đa dạng. Một số người lại cho rằng sư đã bị ép buộc lên xe và đã đưa đi một nơi nào đó. Và ở gần đây cũng có một vài clip rộ lên, sáng nay thôi một vài clip rộ lên những cái vị mặc áo vá tự xưng là những người đã đi cùng sư, và tối hôm qua đã có một toán người ập vào và hai người đã dắt một sư lên xe và thả ở một tỉnh nào đó bất kỳ. Mỗi sư được cô lập thì có thông tin là như vậy. Còn nhiều người thì cho rằng sư đã đang tìm cách để vào rừng để ẩn tu, để tu hành tiếp tục một cái đời sống tâm linh của mình. Và động thái này phản ánh sự cống hiến trong việc sống và làm theo lời Phật và thoát khỏi những phiền toái trong cuộc sống hiện đại này đối với sư Thích Minh Tuệ. Những người ủng hộ sư thì coi cuộc đời của sư là một minh chứng cho những giá trị của Phật pháp chân chính. Sự giản dị, khiêm tốn, kiên định của sư đối nghịch với những gì mà sư đã trải qua. Tuy nhiên, sự biến mất của sư đã đặt ra nhiều câu hỏi và thách thức, và những người chọn con đường khắc khổ này phải đối mặt ngoài những khó khăn của cuộc sống nhưng phải đối mặt với quá nhiều thứ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra khi mà chưa gặp phải. Những áp lực của xã hội, sự chú ý của truyền thông, những YouTuber, TikToker, Facebooker đã gây ảnh hưởng tới việc khất thực, xin ăn và lang bạt của thầy như thế nào. Sự kiện này kêu gọi một sự suy ngẫm rộng rãi hơn về mục đích và ý nghĩa của việc tuân theo kỷ luật Phật pháp tâm linh nghiêm ngặt như vậy. Trong cuộc sống, trong hành trình tu tập trên con đường tu hành khắc khổ của mình, sư Thích Minh Tuệ đã nêu bật được sự bình yên và sâu sắc có thể đến từ sự cống hiến như vậy. Nó cũng là lời nhắc về những sự hy sinh và thách thức vốn có trên con đường này. Sáng ngày hôm nay thì cũng có nhiều sư đã thay quần áo bình thường, bỏ đi những cái bộ y tự may vá ở trên đường và quay về lại với cuộc sống, công việc và vợ con. Còn một số sư mà đã quyết định mà đi luôn thì bây giờ không có giấy tờ gì hết và vẫn đang tìm cách để trên con đường học đạo của mình. Cuộc đời và sự biến mất đột ngột mà không có báo trước của sư Thích Minh Tuệ đã đặt ra rất là nhiều sự suy ngẫm, và phản ứng của xã hội cũng có rất là nhiều phản ứng trái chiều với chủ nghĩa tu khổ hạnh, và nó gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân như vậy. Trong khi chờ đợi thêm thông tin thì nơi ở của Hòa Thượng Thích Minh Tuệ thì chúng ta phải luôn nhắc nhở rằng cần phải cân bằng cuộc sống hiện thực và cuộc sống nội tâm ở bên trong của mỗi con người. Tại vì tất cả chỉ mong là tìm kiếm được sự hạnh phúc, sự bình yên trong mỗi cá nhân của chúng ta.
Câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ chắc chắn nó không dừng lại ở đây, mà nó còn tiếp tục rất nhiều và rất dài về những bước đi của sư. Có một lần sư đã nói rồi, sư chỉ thật sự dừng lại khi ngày đó sư chút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi này quý bà con nghĩ như thế nào? Còn riêng tôi thì nghĩ đây là một cái sự ra đi không mong muốn của sư. Thật sự như vậy, tại vì rất là nhiều bằng chứng thưa quý bà con, bằng chứng xác thực nói rằng tối ngày hôm qua sư đã bị bắt đi. Tất cả sư đã bị bắt lên trên hai cái xe khác nhau, và hai cái xe đó đi ngược chiều với nhau, và thả mỗi sư ở mỗi nơi. Thì bằng chứng này rất có vẻ rất là có tính thuyết phục thưa quý bà con, mặc dù chưa có ai chứng minh những cái người sư này là những người sư đi trong đoàn cùng với sư Thích Minh Tuệ đêm qua. Và cũng có nhiều bằng chứng khác là nhiều người được gọi là hộ pháp của sư, nhưng mà sư bị đưa đi họ vẫn không biết. Thật sự có rất là nhiều cái điểm tối ở trong câu chuyện này mà chúng ta không thể nhìn thấy được, và tôi vẫn đang tìm hiểu vì sao có nhiều người như vậy mà một số lại đưa đi, trong đó có sư Thích Minh Tuệ, và một số lại ở lại nhưng mà với một cách không biết. Nếu như lời của thanh niên kia nói là sư đã bị đưa đi hai người, đưa một sư đi, ở trong đoàn thì đưa đi rất nhiều người, thì nếu hai người đưa đi thì phải tốn rất là nhiều người, nhiều xe để đi tới và để áp tải từng sư. Vậy những cái sư còn lại sáng nay về tại sao không được áp tải? Và những sư đó có biết là đêm qua xảy ra vụ việc như thế không, khi mà họ tự nhận mình là những người luôn kề cận ở bên sư, những người hộ pháp của sư? Thì trong vụ việc này nó xảy ra rất là nhiều vấn đề mà tôi cần phải suy nghĩ, và quý bà con cũng suy nghĩ rất nhiều. Quý bà con có ý kiến như thế nào về việc này? Còn riêng tôi thì tôi vẫn bán tín bán nghi về việc này. Để nói riêng về sư Thích Minh Tuệ thì có rất là nhiều nguồn tin về sư đi tu, nhưng mà bắt đầu từ năm 2017 tới năm 2023 thì sư Thích Minh Tuệ có tên thật là Lê Anh Tú để thực hành việc đi khất thực, và đã 3 lần đi bộ Bắc Nam ngược lại. Trong suốt quá trình đó thì việc thực hành này dựa trên sự tự nguyện và thuận duyên, vô cùng khó khăn và cản trở. Nhưng mà gần đây á, cái sự khó khăn và cản trở nó không có ở với thầy Thích Minh Tuệ nữa, mà nó đã lan rộng ra rồi. Thầy đi có nhiều người đi theo nên nó gây khó khăn cản trở tới giao thông và kể cả an ninh. Năm 2024 thì sư Thích Minh Tuệ đã đi tiếp tục một lần nữa khất thực Bắc Nam, thì từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính của Cao Bằng và Hà Giang, và hiện nay là đi ngược chiều trở lại, nhưng mà bây giờ đã mất tích. Tuy nhiên trong quá trình mà thầy đi, thầy Lê Anh Tú đi, thầy Thích Minh Tuệ đã gây ảnh hưởng tới trật tự, vào ngày 30 tháng 5 đã xảy ra một vụ việc là một người đàn ông đi theo sư Thích Minh Tuệ tên là Lương Thanh Sơn. Lần trước thì không dám nói tên thưa quý bà con, còn bây giờ thầy Thích Minh Tuệ đã mất tích rồi, nên là cũng xin được nói tên cái người đàn ông mà đã mới vừa qua đời khi mà đi 3 ngày với sư Thích Minh Tuệ. Đó là ông Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đã bị sốc nhiệt suy tạng, xuất huyết tiêu hóa và dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó là ngày 2 tháng 6 là có hai người phụ nữ đi theo sư cũng đã bị sốc nhiệt đuối sức và nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan nhà nước đã kịp thời tới và để đưa đi bệnh viện và điều trị. Trước những cái sự việc đáng tiếc như vậy thì các cơ quan chức năng nhà nước có lẽ cũng đã chú ý tới rất nhiều và đã âm thầm để ra tay để ngăn chặn, để giảm thiểu những cái việc đó. Tại việc sư đi rất tốt nhưng mà ảnh hưởng tới nhiều người khác khi mà họ không có biết tự lượng sức mình, vẫn tự hỏi với lại nhiều quý bà con đi theo sư một câu là họ mong muốn điều gì khi mà đi với sư, và họ đã thực sự nhận ra những điều gì khi mà đi với sư. Họ đã đi vì sự tự nguyện hay là họ đang sợ hãi một điều gì đó để đi, để tìm được sự bình an trong những cái chuyến đi bộ khất thực để hành xác mình như vậy? Có rất là nhiều câu hỏi đặt ra thưa quý bà con, và tôi tin chắc rằng trong mỗi quý bà con cũng có rất là nhiều câu hỏi khi mà đi theo sư với mục đích gì, và mục đích đó có thật sự trong sáng và đi theo cái con đường của Phật giáo và theo những cái lời của sư Thích Minh Tuệ hay không. Gặp sư thì không cần đảnh lễ sư, nếu đảnh lễ thì hãy đảnh đảnh lễ Phật Pháp Tăng Ni. Còn sư không phải là sư chỉ là một người tu hành và học đạo thôi quý bà con.
và để đảm bảo cho sự ổn định của xã hội và tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, về nhu cầu sinh hoạt về tôn giáo và thực hành đúng theo những cái tiêu chí của tôn giáo và pháp luật phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa của dân tộc trong nước và thực hiện nghĩa vụ của công dân, thì chuyện gì đến cũng đã đến. Hiện tượng mất trật tự vào sáng ngày hôm nay đã dần thưa thớt đi và không còn, ai cũng đã bắt đầu về nhà nấy. Và sư Thích Minh Tuệ, như quý bà con cũng đã thấy cái hình đại diện sư Thích Minh Tuệ đã lên cơ quan và đăng ký lại, có thể là đăng ký lại chứng minh nhân dân, căn cước hay giấy tạm trú tạm vắng gì đó. Nhưng mà tôi tin chắc rằng con đường tu hành khất thực của sư Thích Minh Tuệ chưa dừng lại ở đây, sư vẫn sẽ tu hành khất thực tiếp, nhưng mà theo một cái cách nào đó để khiến cho truyền thông và nhà nước không còn chú ý, để sư có thể sớm thành chánh quả. Cảm ơn quý bà con rất nhiều, mong là quý bà con sẽ giống như tôi, lúc nào cũng cầu mong sư đạt được những thứ mà sư muốn và dõi theo mỗi bước chân của sư. Ở mỗi clip tôi luôn nói là sư là một người mà tôi vô cùng yêu mến và quý trọng, bởi vì bản chất sự khiêm tốn và cách mà sư đi học và cách mà sư nói chuyện và cách mà sư bỏ trần thế trần tục để tu hành, chỉ mong một ngày nào đó có thể tu hành đắc đạo, còn nếu may mắn được thành Phật thì quay lại và phổ độ cho chúng sinh, hóa duyên cho những người để có lầm lỗi. Còn ai trong xã hội này mà có thể có được một cái tính cách, có được những cái suy nghĩ tuyệt vời như vậy, đạo đức và cả trí tuệ, thưa quý bà con. Nếu như quý bà con thương yêu sư Thích Minh Tuệ thì đừng ngần ngại, hãy để lại một like, một bình luận hoặc một lượt chia sẻ. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Nếu trong thời gian gần tới có thêm thông tin gì thì nhất định tôi sẽ làm để cho quý bà con nắm bắt kịp về sư Thích Minh Tuệ. Cảm ơn quý bà con rất nhiều vì thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh và theo từng bước của kênh nói chung và cũng như theo của chân của thầy Thích Minh Tuệ nói riêng. Cảm ơn quý bà con rất nhiều.